Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Hoàng Review. Và thưa quý vị, hôm nay Hoàng cũng rất là vui và rất là vinh dự khi mà được mời quý vị chúng ta cùng đồng hành với Quốc Hoàng đến và tìm hiểu một trong những công trình cũng rất là quan trọng dưới thời của nhà Nguyễn. Đó chính là lăng của vua Thiệu Trị, hay còn được gọi là Xương Lăng, thưa quý vị. Và bây giờ thì Hoàng đang ở trước mặt cổng lối đi vào tham quan chính á. Thì bên phải của quý vị có thể thấy được một cái quầy bán vé ha. Thì ở đây quý vị chúng ta mình vào đây mình mua một cái vé tham quan với giá là 50.000 ha quý vị. Đó thì bây giờ thì Hoàng sẽ đưa quý vị chúng ta mình vào bên trong. Chúng ta sẽ cùng với Quốc Hoàng sẽ tìm hiểu và khám phá cái công trình này, thưa quý vị. Đây là một cái trục đường chính ha. Quý vị chúng ta mình thấy không gian rất là đẹp, rất là thơ mộng và đặc biệt thì rất là mát mẻ luôn. Bởi được trồng những cái hàng cây rất là to, rất là đại thụ luôn á. Thì đối với lăng của vua Thiệu Trị đó quý vị, chúng ta mình vào trên cái trục đường chính này, sau đó chúng ta mình thấy có một ngã ba. Ngã ba nếu mà quý vị chúng ta mình rẽ tay phải đó thì mình sẽ đi về hướng của trục tẩm điện. Đó, và nếu mà chúng ta mình rẽ tay trái thì chúng ta mình sẽ đến với cái trục lăng mộ của vua Thiệu Trị, nơi mà vua đang an nghỉ ha quý vị. Thì đây cũng là một trong những cái điều đặc biệt của ngôi Xương Lăng này. Thì lát nữa Hoàng sẽ phân tích và giải thích cho quý vị lý do tại sao nha. Còn bây giờ thì Hoàng xin phép được mời quý vị chúng ta mình vào bên khu vực của lăng tẩm trước. Thì Hoàng sẽ giới thiệu và chia sẻ về tiểu sử của vua, cũng như là giới thiệu quý vị tổng thể về kiến trúc và đi vào những cái công trình kiến trúc chi tiết nha quý vị. Ok, xin mời. Thưa quý vị thân mến, bây giờ Hoàng xin phép được khái quát những ý sơ nét về tiểu sử cũng như là cuộc đời của vua Thiệu Trị. Thì vua Thiệu Trị ông sinh ngày 16 tháng 6 năm 1807 và ông mất ngày 4 tháng 11 năm 1847, thì ông thọ 41 tuổi. Ông tên Húy là Nguyễn Phúc Tuyền hay là Nguyễn Phúc Dung, sau này được đổi tên là Nguyễn Phúc Miên Tông. Thì lý do tại sao ông được đổi tên nhiều lần đến vậy thì Hoàng xin phép lát nữa Hoàng sẽ giải thích cho quý vị chúng ta sau. Thì ông là vị vua thứ ba của triều đại nhà Nguyễn. Sau khi mà vua Minh Mạng băng hà vào tháng 1 năm 1841, thì một tháng sau, tháng 2 thì ông đã chính thức là lên ngôi, lấy niên hiệu là Thiệu Trị. Thiệu Trị ở đây có nghĩa là nối tiếp, như là kế vị, nối nghiệp cái vua cha của mình để trị vì đất nước. Trong câu là Thiệu Tiên Hoàng Minh Mạng Chi Trị thì ông lấy hai cái từ, từ đầu tiên là từ Thiệu và từ cuối cùng là từ Trị để mà đặt cái niên hiệu cho mình. Thì ông là đích trưởng tử, gọi là con trưởng của vua Minh Mạng cùng với Tá Thiên Nhân Hoàng Hậu bà Hồ Thị Hoa. Tuy nhiên thì sau khi mà sinh ông ra được 13 ngày tuổi thì mẹ ông đã qua đời và ông được bà nội nuôi dạy cũng như là chăm sóc đến khi trưởng thành. Bà nội của ông đó chính là bà Thuận Thiên Cao Hoàng Hậu Trần Thị Đan, mẹ của vua Minh Mạng, vợ thứ hai của vua Gia Long đó thưa quý vị. Thì khi mà ông đã kế nghiệp cái sự nghiệp của vua cha thì ông đã được hưởng một cái thành tựu có thể nói là rất là rực rỡ của vua cha để lại, đó là một đất nước số 1 của Đông Nam Á lúc bấy giờ về diện tích, về lãnh thổ cũng như là về quân sự và về kinh tế thưa quý vị. Thì khi mà được thừa hưởng một cái nền tảng hết sức là rực rỡ như vậy, vua hình chung đó là một cái áp lực rất là lớn đã đè nặng lên đôi vai của vua. Thì khi mà vua Minh Mạng đã cho mở rộng lãnh thổ và chiếm giữ những cái vùng đất mới như là ở Vạn Tượng hay là ở phía Nam đó chính là vùng đất Chân Lạp đó, thì khi mà lên ngôi kế vị vua cha thì ông phải duy trì cái điều đó, là ông phải duy trì binh lính để mà cai trị những cái vùng đất mới, cũng như là về ngân khố tài chính của quốc gia lúc bấy giờ là dồn toàn lực để mà kiểm soát. Thì chính vì cái điều đó đó thì mới làm cho ngân khố của triều đình đã bị suy cạn, cũng như là binh lính thì bị hao tổn rất là nhiều giữa các xung đột giữa các cái vùng đất mới này. Và song với đó thưa quý vị, thì có một thế lực khác nữa là thực dân Pháp đang lâm le xâm lược, xâm chiếm đất nước của chúng ta, có cái ý định là như vậy. Đỉnh điểm vào năm 1847 thì Pháp đã cho nổ tiếng súng để mà bắn hạ 5 cái tàu chiến của đất nước chúng ta ở tại cửa biển Đà Nẵng. Đó, thì chính vì cái điều đó, vua Thiệu Trị lên ngôi mới chấp nhận cái việc là lãnh thổ bị thu hẹp lại. Thì ông cho rút quân hết tất cả các vùng đất như là ở Trấn Tây Thành, tức là vùng đất của xứ Chân Lạp, hay là rút quân khỏi vùng đất Trấn Ninh của Vạn Tượng và chấp nhận lãnh thổ thu hẹp rất là nhiều so với thời đại của vua cha của mình. Thì quý vị chúng ta cũng có thể tưởng là lãnh thổ khi ấy, tức là lãnh thổ của Việt Nam của chúng ta hiện nay. Thì khi mà ông trị vì đất nước đó, ông được đánh giá là một vị vua rất là hiền hòa, rất là siêng năng, rất là cần mẫn,
Nhưng mà với cái tính cách hiền hòa và không có được cái sự năng động giống là vua cha Minh Mạng, nên thì trong cái quá trình ông trị vì nó cũng khá là ngắn nữa, nên cũng không có một cái sự cải cách nào hay là một cái định luật nào của thời vua Thiệu Trị ban ra một cách rõ nét hay là đậm nét hết. Chủ yếu là duy trì những cái định luật, định lệ có từ cái thời vua Minh Mạng để mà ông áp dụng mà cai trị cho đất nước lúc bấy giờ là chính. Còn về những cái dấu ấn mà nói về cuộc đời của vua Thiệu Trị, thưa quý vị, thì Hoàng cũng xin phép được chia sẻ luôn. Khi mà nhắc tới vua Thiệu Trị thì quý vị chúng ta mình biết ông là một trong những ngòi bút kiệt xuất, người có tâm hồn thơ ca, một trong những người mà có thiên phú về thi ca, thưa quý vị. Điều đó đã có kiểm chứng là trong cái kho tàng thơ của ông á, những cái bài thơ mà được ông sáng tác á, tới hơn 3.200 bài và hiện tại đang được cho trưng bày ở tại Điện Long An, tức là nơi cũng gọi là bảo tàng thơ của nhà vua Thiệu Trị, hiện tại là ở trong Đại Nội Kinh Thành Huế, trong Cung Bảo Định đó thưa quý vị. Đó là cái dấu ấn mà đậm nét nhất. Thứ hai nữa là ông có cái bài thơ, hai bài thơ luôn, được viết với 56 từ, theo lối là năm vòng tròn đồng tâm, giống như là một cái trận đồ bát quái. Tới bây giờ vẫn chưa có ai có thể giải được cái bài thơ đó với 64 cách đọc, thưa quý vị, chưa có một ai tới thì hiện nay luôn, cũng có rất là nhiều thử tìm cách rồi nhưng mà đều thất bại. Đó là cái dấu ấn thứ hai. Cái dấu ấn thứ ba mà khi chúng ta mình nhắc về vua Thiệu Trị đó, thì Hoàng cũng xin chia sẻ quý vị, thì ông là một trong những người rất là có hiếu. Khi mà được bà nội của ông nhận nuôi đó, thì ông đã sống với bà từ nhỏ nên có rất là nhiều những cái tình cảm và dành những cái tình cảm đặc biệt cho bà. Nên khi mà tới cái lễ thượng thọ, lễ bắc thọ của bà nội, thì ông đã cho xây dựng một cái công trình để mà tạc công đức, ghi ơn cái công đức mà bà nội đã nhận mình để mà nuôi dạy mình. Đó chính là cái tháp Phước Duyên. Thì nhắc tới đây quý vị chúng ta mình đã biết cái công trình này là ở đâu rồi đúng không ạ? Thì xin thưa với quý vị luôn, đó chính là một cái công trình rất đẹp ở tại trước cổng của chùa Thiên Mụ mà quý vị chúng ta đến Huế là thường mình hay thấy đó. Đó là ông cho xây dựng cái tháp Phước Duyên này thưa quý vị, cao khoảng 7 tầng hả quý vị, 21,2 mét đó. Cái dấu ấn thứ ba đó chính là khi mà ông lên ngôi vua đó thì ông quán triệt lại một lần nữa đổi tên những cái địa danh nào mà có cái từ Hoa. Tại vì ông là người có hiếu mà khi mà mẹ ông sinh ông ra mới có 13 tuổi thôi thì bà đã mất rồi. Nên vì thế ông đã quán triệt lại một lần nữa là không có được gọi những cái địa danh nào mà có cái từ Hoa. Từ Hoa là đổi thành Huê, Hoa đổi thành Hóa, Hoa đổi thành Ba hết. Ví dụ như là ở tỉnh Thừa Thiên Huế đây đó thì có một cái ngôi chợ rất là nổi tiếng, đó là chợ Đông Hoa, thì sau này là đổi thành là Đông Ba. Còn ở Thanh Hóa, hồi xưa là Thanh Hoa, tỉnh Thanh Hoa, rồi sau này là đổi thành là Thanh Hóa. Còn ở trong thành phố Hồ Chí Minh, ở Sài Gòn đó, có một cây cầu cũng rất là nổi tiếng, đó chính là cầu Bông. Thì hồi xưa nó được gọi là cầu Hoa, hay là Hoa Viên, đổi thành là Huê Viên, quý vị. Đó là một số những cái dấu ấn trong cái cuộc đời, trong cái thời gian mà ông trị vì thôi. Ngoài ra thì chắc chắn là sẽ còn nữa, nhưng mà Hoàng cũng không có nắm được hết những cái thông tin. Thì xin phép chia sẻ quý vị một vài những cái đôi điều như vậy. Còn nói về cuộc đời của vua Thiệu Trị đó thưa quý vị, thì ông cũng là một trong những vị vua có rất là nhiều vợ. Trong Thế Phả đã chép lại ông có tới 34 bà vợ, tức có nghĩa là những người phụ nữ mà sinh con cho ông á thì có tới 34 bà. Trong đó có một vị rất là nổi bật, rất là nổi tiếng sau này, đó chính là bà Hoàng hậu Từ Dụ, và cũng chính là người vợ đầu tiên của vua, nhất giai quý phi Phạm Thị Hằng. Tên húy của bà là Phạm Thị Hằng, quê ở Gò Công, Tiền Giang của mình bây giờ thưa quý vị. Đó, thì nói về phụ nữ quyền lực này đó thì Hoàng xin phép được dành một cái chuyên đề riêng cũng như là một cái video riêng để giới thiệu về bà. Thì khu vực mà hiện nay bà đang an nghỉ thì cũng cách cái vị trí Hoàng đứng đây chưa đầy khoảng 300 mét thưa quý vị. Đó chính là Lăng Xương Thọ, cách đây ở hướng phía tây của ngôi Xương Lăng này. Thì Hoàng xin phép được hẹn quý vị vào trong những video tiếp theo nha. Còn bây giờ thì Hoàng sẽ chia sẻ quý vị về tổng quát cái công trình ngôi Xương Lăng này, cũng như là giới thiệu quý vị những cái công trình chi tiết ở tại đây quý vị nha. Rồi xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tiếp bước với Quốc Hoàng. Thì hiện tại là Hoàng đang ở trục lăng của ngôi Xương Lăng thưa quý vị. Bây giờ thì Hoàng xin phép được giới thiệu về một cách tổng thể của công trình kiến trúc Xương Lăng này quý vị nha. Thì xương ở đây có nghĩa là tốt đẹp, Xương Lăng tức có nghĩa là ngôi mộ mang đến những cái điều tốt đẹp. Thì cái công trình này hiện tại đang được tọa lạc ở làng Cư Chánh của xã Thủy Bằng, tỉnh Thừa Thiên Huế thưa quý vị. Cách trung tâm Đại Nội Kinh Thành Huế khoảng tầm gần 8 cây số về hướng Tây Nam. Thì một cái công trình cũng rất là gần. Và đây là một trong những cái công trình được gọi là xây dựng một cách rất là nhanh, trong cái thời gian chỉ vỏn vẹn 10 tháng thôi thưa quý vị. Đó cũng là một trong những cái yếu tố rất là đặc biệt của ngôi Xương Lăng này. Thì lát nữa Hoàng sẽ giải thích cho quý vị. Còn những cái điều đặc biệt khác
Đó, thì Hoàng cũng xin được đưa ra dẫn chứng cho quý vị chúng ta mình tham khảo. Ví dụ đây là một trong những ngôi lăng của vua Thiệu Trị, nhưng mà lại không phải là do vua Thiệu Trị xây dựng, cũng như là trực tiếp chỉ đạo xây dựng, thưa quý vị. Thứ hai là lăng được xây dựng về hướng Tây Bắc, một cái hướng mà trước giờ chưa có một cái công trình nào của Triều Nguyễn cho xây dựng cả. Những cái công trình quan trọng là chưa bao giờ xây dựng ở cái hướng Tây Bắc cả, toàn là hướng Nam, hướng Đông Nam, hướng Tây Nam, hoặc là hướng hướng Tây thôi. Đó, đó cũng là cái điều đặc biệt. Cái điều đặc biệt tiếp theo đó chính là lăng không có cho xây dựng La Thành, và cũng không có La Thành luôn, không có La Thành luôn nha quý vị. Đó, thì cái điều đặc biệt kế tiếp nữa đó chính là đây là một trong những công trình được thừa hưởng, cũng như là có cái sự dung hòa và giao thoa giữa hai cái mô thức kiến trúc lăng tẩm của hai vị vua tiền nhiệm, đó chính là vua Gia Long và vua Minh Mạng. Đó, thì quý vị chúng ta mình dễ dàng mình phân biệt nhất với hai cái trục lăng và tẩm khác nhau, thì đây là cái mô thức của lăng vua Gia Long. Còn mà cái mô thức của lăng vua Minh Mạng thì quý vị chúng ta mình lát mình đi theo Quốc Hoàng mình vào bên trong, mình sẽ thấy theo Hoàng nhận định thì khoảng tầm 95% là giống ngôi hiếu lăng của vua Minh Mạng, nơi mà chính vua Thiệu Trị đã cho xây dựng cho vua cha của mình. Đó là những cái điều đặc biệt. Còn bây giờ thì Hoàng sẽ phân tích cho quý vị lý do và tại sao có những cái điều đặc biệt đó. Thứ nhất, lăng được xây dựng một cách rất là nhanh, khoảng thời gian vỏn vẹn 10 tháng. Thì quý vị chúng ta nên biết vua Thiệu Trị khi mà ông qua đời mới chỉ có 41 tuổi thôi, và ông mới ở ngôi chỉ có 7 năm. Thì điều đó chứng tỏ là ông chưa bao giờ nghĩ về cái việc mà sẽ đi tìm một cái nơi mà vàng niên cắt địa, một cái cuộc đất để cho mình an nghỉ cuối đời cả. Đó, thì lúc bây giờ thì ông cũng chưa có nghĩ tới cái điều đó. Khi mà ông mất đi đó, ông băng hà đó thưa quý vị, thì những cái công trình này đều do con của ông, con trưởng của ông là xin lỗi con thứ của ông á, sau này lên kế vị đó là vua Tự Đức đứng ra xây dựng cái công trình này cho vua cha. Thì khi mà ông mất vào ngày 4 tháng 11 năm 1847 đó, thì thi hài của nhà vua được quàng ở tại điện Long An. Hiện nay đó chính là cái cung mà Hoàng nói cung Bảo Định ở trong Đại Nội Kinh Thành Huế đó, nơi mà trưng bày bài thơ của vua đó, thì quàng ở đó tới 8 tháng. Thì trong cái quá trình mà quàng thi hài của vua cha như vậy thì vua Tự Đức mới cho các vị thầy địa lý, các quan địa lý lúc bây giờ thì đi tìm cái mảnh đất, gấp rút tìm cho vua cha cái mảnh đất để mà xây dựng cái công trình này. Tức tốc xây dựng với một thời gian rất 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 là nhanh, chỉ vỏn vẹn 10 tháng với mỗi công trình cũng rất là đồ sộ thưa quý vị. Đó là cái lý do tại sao đây là một trong những cái công trình được xây dựng nhanh nhất. Lăng không có La Thành. La Thành thì quý vị chúng ta mình cũng ngầm hiểu có thể đây là cái vùng đất, cái địa chất nó không có cho phép, hoặc là cái diện tích không có cho phép. Như là ở tại Lăng Gia Long thì mượn những cái yếu tố tự nhiên, đó là 42 cái ngọn núi để mà làm cái yếu tố La Thành bảo vệ, hay gọi là sơn chầu. Còn ở đây thì hoàn toàn không có. Xung quanh đều là những cánh đồng ruộng thưa quý vị, cánh đồng lúa ha. Thì Hoàng nghĩ nha, vua Tự Đức muốn làm cho công trình của vua cha mình một cái nơi được gọi là rất là thanh bình, cũng như là không gian nó thơ mộng, nó không có bị gò bó hay là bị bao bọc bởi một cái công trình nhân tạo nào cả. Tại vì vua cha của ông là vua Thiệu Trị là một người có một cái tâm hồn rất là lãng mạn, có một cái ngòi bút kiệt xuất mà, nên để vua cha nằm ở giữa những cái cánh đồng lúa xanh ngát như vậy thì cũng là một cái điều cũng rất là dễ hiểu thưa quý vị. Khi mà vua Thiệu Trị mà băng hà đó thì cũng đã kịp thời để lại cho vua Tự Đức những cái điều căn dặn khi mà làm cái công trình cho ông. Thứ nhất đó là chọn cái vùng đất cao ráo thôi, không cần phải xa xôi, miễn là cao ráo và gần thôi là được. Thì để làm gì? Để mà tiết kiệm cái công sức của dân binh và quân binh. Tiết kiệm cái công sức cho tiền của cho triều đình. Cái thứ hai nữa đó là làm cái gì thì làm, các cái công trình không có được xây dựng quá cầu kỳ, không có xây dựng quá cầu kỳ, đơn giản thôi là được. Ví dụ như công trình tẩm hay là bi đình, hay là những cái công trình như là tạ lầu gác gì đó thì không có cho sơn son thép vàng thưa quý vị. Đó là cái điều đặc biệt ở đây. Cuối cùng đó là làm cái gì thì làm, phải xây dựng cho ông một cái con đường tọa đạo, tức là nơi mà đưa cái quan tài của ông vào trong huyền cung hay là huyền môn đó quý vị, để mà an táng. Đó thì ba cái căn dặn, ba cái căn dặn của nhà vua Thiệu Trị trước khi băng hà gửi gắm cho người con của mình về cái công trình vĩnh cửu của đời mình. Đó là những cái thông tin Hoàng khái quát cho quý vị. Còn bây giờ thì Hoàng xin phép mời quý vị chúng ta mình đi vào cái công trình chi tiết, là mình sẽ bắt đầu từ bên trục lăng nha quý vị. Hoàng cũng nói sơ qua về cái yếu tố phong thủy của cái ngôi xương lăng này.
Thì phong thủy ở đây đó thưa quý vị thì cũng có đầy đủ minh đường, tả long hữu hổ hay là tiền án hậu chẩm đều có đầy đủ ha. Thì theo Hoàng được biết thì ở xa xa có một cái núi tên là núi Chầm làm thế tiền án thưa quý vị, tính từ cái vị trí này hướng ra bên kia bờ sông Hương ha là núi Chầm, còn hậu chẩm là có phía xa có cái núi Kim Ngọc, tả long hữu hổ thì bên phải có cái đồi vọng cảnh hiện nay thì đang bị khuất đó quý vị. Quý vị chúng ta mình có thể mình search ở trên Google á, mình thấy bên phải là có cái đồi vọng cảnh để mà làm yếu tố hữu hổ, còn bên trái bên kia sông có cái núi là Ngọc Trảng để làm yếu tố là tả long. Còn ở đây minh đường thì phía trước qua khỏi cái cung đường á, đó chính là cái dòng sông Hương Thơ Mộng làm yếu tố minh đường cho cái công trình này. Còn ở đây quý vị chúng ta mình thấy ha, có cái hệ thống hồ chảy xung quanh cái công trình của vua, nơi vua đang yên nghỉ. Ở đây giới thiệu quý vị là hồ Nhuận Trạch cũng là cái yếu tố minh đường cho cái công trình bên trục trục lăng này. Còn đối diện qua bên kia ha, đang đối qua bên kia có một cái công trình hồ nữa, đó là hồ điện, đó là cái minh đường cho cái trục tẩm. Còn ở phía sau có một cái hồ nữa là hồ Ngân Thúy. Ngân Thúy thì ba cái hồ này nó được thông với nhau, tức là dòng nước thông với nhau, người ta gọi đó là một cái yếu tố là sơn thủy chỉ giao thưa quý vị, tức là ba cái hồ nước này thông với nhau qua cái cống đó quý vị. Quý vị mình nhìn thấy cái cống phía trước mặt ha, để mà chảy ôm lấy cái vòng vòng tròn của cái khu vực lăng của vua Thiệu Trị này. Thì bây giờ thì Hoàng xin phép mời quý vị chúng ta mình bắt đầu từ trục lăng, mình đi từ từ mình vào bên trong ha. Thì tránh cái video quá dài đó thì Hoàng xin phép được nói nhanh hơn một chút nha quý vị. Ở đây là bức bình phong, thì Hoàng cũng đã giải thích cho quý vị ở lăng mộ của vua Gia Long, bức bình phong, bình có nghĩa là chắn, phong nghĩa là gió, tức là ngăn chặn những cái tà khí ở phía ngoài vào trong cái công trình trang nghiêm này, là nơi vua đang an nghỉ ha quý vị. Thì mỗi bên đều có một cái bức bình phong nha quý vị. Rồi, chúng ta mình đến với đây là cổng nghi môn. Cổng nghi môn đầu tiên từ ngoài vào đó. Thì trước tiên quý vị chúng ta đã thấy là giống như là cái lăng của vua Minh Mạng rồi, giống như Hiếu Lăng đúng không ạ? Có cổng nghi môn. Cổng nghi môn được cho khắc rồng, khắc họa tiết rồng và mây. Người ta gọi đó là Long Vân Đồng Trụ thưa quý vị. Đó là có bốn cái trụ được đúc bằng đồng nguyên khối. Thì có dịp Hoàng cũng đã chia sẻ quý vị ở Huế có một cái nghề đúc đồng á, ngay chỗ cái cầu Giả Viên đi lên, cái làng đúc đồng, hay là bây giờ gọi là phường đúc đó quý vị. Nhưng mà khi mà đến với lăng vua Thiệu Trị có một cái điều mà làm Hoàng cảm thấy cũng khá là buồn, đó chính là các cái công trình thì không được giữ nguyên hiện trạng nguyên bản như ngay từ đầu, và các cái công trình đã bị hư hại, sự bào mòn của thiên nhiên nè, như là sự hủy hoại của thời gian, nó không còn nguyên bản nữa. Bằng chứng là những cái pháp lam ở trên cái cổng nghi môn đó quý vị, những cái pháp lam, những cái họa tiết rồi đó vẫn không còn. Đó là một cái điều rất là đáng tiếc cho một cái công trình có thể nói rất quan trọng này của nhà Nguyễn ha. Thì sắp tới theo Hoàng được biết thì cũng Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đó cũng đã dự trù ngân sách và xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh để mà cho trùng tu lại công trình này trong cái thời gian sắp tới, sẽ sớm thôi, khoảng hơn 100 tỷ để mà trùng tu nha. Còn ở bên trục điện thì Hoàng được biết cũng đang cho trùng tu rồi. Và ở đây thì chúng ta mình sẽ thấy một cái sân chầu. Sân chầu hay gọi là bãi đình, hay là sân triều lễ hay quý vị, cũng được cho tạc những bức tượng của quan văn, quan võ và voi ngựa đang đứng chầu hai bên. Ở đây có quan văn, quan võ. Điều mà dễ nhận biết nhất là ở đây là quan võ nè quý vị, cầm kiếm nè, có cầm kiếm ha, đang chầu với một cái sắc thái hết sức là tôn kính nhà vua. Thì quan niệm khi mà sống thì làm vua, thì vua mất đi thì cũng làm vua. Nên vì thế khi mà sống như thế nào thì mất đi thì cũng y như vậy ha. Cũng như là khi mà vua sống thì binh quân nhất tề, khi mà quy tiên thì tướng mã cũng một lòng trông theo. Đó là sân chầu. Đây là đỉnh cao của nghệ thuật tạc tượng của đất nước của chúng ta vào cái giai đoạn thời nhà Nguyễn ha quý vị. Những cái bức tượng được đặt trong các lăng vua nhà Nguyễn được đánh giá là một trong những cái hàng tượng đẹp nhất của Việt Nam của chúng ta luôn, đặc biệt ở tại lăng vua Minh Mạng. Đó quý vị chúng ta mình nhìn thấy là giống giống như ở tại Hiếu Lăng rồi đúng không ạ? Sau khi mà khoa sân triều lễ hay là sân chầu thì chúng ta tới công trình cũng rất quan trọng, đó chính là bi đình. Hai bên cũng là hai con nghê ha quý vị. Hai con nghê thì Hoàng có giới thiệu cho cả nhà rồi, ở bên kia đó là có nghĩa sẽ đứng đây để mà soi xét nè, phân biệt tà gian nè,
Đó, thì con nghê này cũng được cho cung đình hóa bằng cách là nó cho họa tiết những cái vảy rồng lên rồi. Đó, rồng là biểu tượng của nhà vua mà, nên cho họa tiết những cái vảy rồng lên. Nghê là một trong những cái linh vật rất là đặc biệt ở trong văn hóa của Việt Nam. Ở ngoài miền Bắc thì Hoàng cũng được biết là cho đặt ở trong các đình, đúng là các đình thì cũng có những cái con nghê này, nhưng mà với cái chức vụ như là cái chức năng nó khác nhau, cái ý nghĩa nó khác nhau ha quý vị. Rồi chúng ta mình đến với một công trình thì theo Hoàng quan sát thì hiện nay cũng đã rất là xuống cấp rồi thưa quý vị, cực kỳ xuống cấp rồi. Bằng chứng là quý vị mình thấy đó, đã cho gia cố đi rất là nhiều ha để mà giữ lại cái công trình này. Tuy nhiên thì sắp tới là sẽ được cho trùng tu, những cái hàng gạch đã không còn nguyên bản nữa, đó là một cái điều rất là đáng tiếc ha quý vị. Đây, sự vào đây thì làm cho chúng ta mình cảm thấy tiếc cho một cái công trình, nhưng mà đó là quy luật rồi thưa quý vị. Với hơn rất là nhiều thời gian rất là dài, thì thưa quý vị, đây là một cái tấm bia gọi là tấm Thánh Đức Thần Công do vua Tự Đức lập cho vua cha mình vào năm 1848, sau khi mà vua được quàng ở đây 5 tháng thưa quý vị, được an táng ở đây 5 tháng. Thì cái tấm Đức Thành Thánh Đức Thần Công này là để mà ghi lại những cái công trạng của vua cha trong cái quá trình mà vua cha trị vì nè, như là tiểu sử của vua cha mình nè. Ở đây thì bức Thánh Đức Thần Công này Hoàng thấy là được chạm khắc tinh xảo hơn rất là nhiều ha, được cho họa tiết rồng rồi, tinh xảo. Ở đây quý vị mình thấy được như hồi nãy Hoàng chia sẻ, khi mà vua cha mất thì đã căn dặn lại những cái điều, ví dụ như là chọn cuộc đất gần nè, cao ráo thôi là đủ nè, thứ hai là đơn giản nè, không có được làm những công trình cầu kỳ nè quý vị. Đó quý vị, bằng chứng ha, mình thấy ở đây là không có cho sơn son thép vàng gì cả. Đây là nguyên bản đó quý vị, những cái này là nguyên bản ha, không có sơn son thép vàng gì ha. Ngay cả công trình ở mái á, mái ở trên đó thì mái bình thường thôi, ngói âm dương thôi. Rồi, và bây giờ chúng ta mình sẽ đến với không gian ở phía sau, là công trình cũng hiện nay không còn nữa thưa quý vị. Công trình trước là không còn nữa rồi. Thì đó là công trình của Lầu Đức Hinh. Quý vị chúng ta mình được so sánh như Hoàng đã giới thiệu và so sánh á, thì công trình này giống nguyên bản, giống gần 95% so với bên Hiếu Lăng của vua Minh Mạng. Thì bên Hiếu Lăng của vua Minh Mạng thì có cái công trình là Lầu Minh Lâu ha, nơi mà vua lên đó để mà thưởng ngoạn, lên mà đọc sách, lên để mà ngắm trăng khi mà đêm hè gió mát. Nhưng mà hiện nay thì chỉ còn lại một cái tàn tích, giống như là một cái phế tích vậy đó quý vị. Rất là đáng buồn ha, rất là đáng tiếc luôn. Người ta gọi đây là sự đào mòn của thời gian đây, tác động của thiên nhiên rất là khốc liệt luôn. Tuy nhiên thì Hoàng không biết là có bàn tay của con người vào đây hay không, Hoàng không có dám khẳng định. Với cái công trình rất lâu rồi, từ năm 1847 tới bây giờ 2021, thì quý vị chúng ta cũng có thể tính được cái khoảng thời gian rất rất lâu ha. Đây là công trình bồn hoa này quý vị, cho khảm sành sứ ha. Đó, thấy được những cái vết khảm sành sứ nè, những cái sành sứ vẫn còn luôn nè, họa tiết đồ nhưng mà không còn nhiều ha. Bồn hoa bây giờ chỉ còn một vài cây hoa thôi. Đó, thì sắp tới Hoàng nghĩ rằng với những cái sự trùng tu sẽ kịp thời và sẽ khôi phục lại cái điểm di tích này để cho du khách của chúng ta mình về tham quan, biết thêm về những cái giá trị của lịch sử dưới thời của nhà Nguyễn. Đó, đây là cái nền tảng của cái Lầu Đức Hinh nè thưa cả nhà. Nhưng mà không còn cái gì cả, chỉ ngoài cái phần đế đây thôi. Hai bên thì cả nhà mình nhìn thấy hai cái trụ biểu ha, là cái công trình cao nhất của cái ngôi xương lăng này. Hoàng có giải thích cho quý vị tại sao được đặt những cái trụ biểu ở trong những cái công trình quan trọng tâm linh, cũng như là ở đây là lăng của các vua. Thì nó nhằm mục đích đó, thì từ xa quý vị chúng ta mình nhìn vào, mình quan sát thì mình sẽ thấy được cái công trình trang nghiêm, tức là công trình quan trọng nơi mà đã tôn nghiêm, giúp cho quý vị chúng ta mình phân biệt và mình đến với một cái tâm thế sẽ chỉnh chu, cũng như là không có ồn ào. Và đặc biệt á, cái trụ biểu này theo Hoàng tìm hiểu thêm á, và Hoàng biết có một cái ý nghĩa nữa, đó là tượng trưng cho hai cái ngọn nến ha,
hai cái ngọn nến để mà sáng mãi, cháy mãi trước linh hồn của nhà vua, là ở trong cái khu vực huyền cung, là khu mộ vua ở bên kia. Là hai cái ngọn nến này được xây dựng đối diện, chết về hai bên trước mộ của vua. Ở trên thì đang được có một cái cây luôn quý vị, có một cái cây nó mọc ở trên luôn này, bám rễ quanh cái trụ biểu luôn á, rất là đặc biệt ha. Rồi, bây giờ Hoàng mời cả nhà mình đến với công trình tiếp theo. Từ cái vị trí này đây, Hoàng đã thấy được một cái không gian bao la, mênh mông và cũng đầy thơ mộng thưa cả nhà. Đó, cái vị trí này cũng là cái vị trí mà cả nhà mình nhìn thấy giống như là ở bên công trình Hiếu Lăng của vua Minh Mạng. Đúng không ạ? Thì Hoàng so sánh, xin phép được so sánh nha. Ở đây được gọi là cầu Chánh Trung, còn hồ trước mặt đó được gọi là hồ Ngưng Thúy. Còn ở bên lăng của vua Minh Mạng đó, hồ đó là hồ Tân Nguyệt, đúng không ạ? Đây là hồ Ngưng Thúy đó, với cái hình vòng cung giống như là một cái ánh trăng vậy đó, thì rất là giống luôn. Mà xin phép được như so sánh là như vậy. Còn về quay trở lại với công trình này thì đây là cái hồ Ngưng Thúy với một cái ý nghĩa khác. Ngưng Thúy có nghĩa là ngưng động lại những cái vẻ đẹp trong xanh của nước. Đó là cái ý nghĩa tên gọi Ngưng Thúy là như vậy. Hoàng giới thiệu quý vị, đó chính là cây cầu, mà cầu đây là cầu Chánh Trung. Nếu mà xác định từ ở đây có ba cây cầu, xác định từ trong ra đó, bên phải là Đông Hòa, còn bên trái là Tây Định, ba cây cầu. Còn ở đây thì Hoàng giới thiệu quý vị, đây là cổng nghi môn thứ hai nè, nếu mà tính từ ngoài vào đó. Thì về cái đây là cũng được đúc bằng đồng, pháp lam thì hiện nay cũng không còn nữa thưa quý vị, theo kiểu là Long Vân đồng trụ ha. Nếu như mà quý vị chúng ta mình vào trong cái dịp mà mùa hè đó thì ở đây phải nói rất đẹp luôn. Ê, có một cái hình ảnh rất là đặc biệt, cá phóng lên bờ này cả nhà. Thấy không? Cả nhà thấy không? Đó, cá nó nhảy lên bờ bên cái cầu Tây Định đó. Thôi Hoàng xuống, Hoàng đưa con cá xuống nha. Cả nhà theo chân của Hoàng nha. Đó, giải cứu với chú cá nè. Là một cái hình ảnh không biết là hữu duyên hay là vô tình đây. À, hình như nhảy xuống rồi thưa quý vị. Cá nhảy lên đớp bèo kìa. Một cái hình ảnh có thể nói là rất rất là đặc biệt luôn. Nên là lưới này không phải là lưới người ta bắt cá nha cả nhà. Lưới này người ta chặn lại á. Người ta chặn cá lại không cho nó di chuyển. Người ta nuôi ở khu vực bên này thôi. Nuôi ở hồ ở giữa đây thôi. Con cá nó nhảy xuống rồi. À đây đây đây, con cá còn nguyên nè. Đây. Cả nhà thân mến. Đây là một con cá. Cá trắm. Đây Hoàng sẽ phóng sinh nó lại. Ồ nhiều lắm. Đây nha. Rồi, bơi đi con. Thả về không biết có đau không. Cá trắm nhảy lên đớp bèo cả nhà. À, rồi Hoàng quay trở lại về cái việc giới thiệu của mình ha. Đây là cái hồ Ngưng Thúy, cũng được thiết kế hình dạng giống như là một cái vần trăng. Thì cả nhà mình cũng đã hiểu được cái ý nghĩa vần trăng là tượng trưng cho cái yếu tố âm, đúng không ạ? Còn ở phía trước mặt quý vị đó chính là vòng Bửu Thành. Vòng Bửu Thành là hình tròn, là mặt trời ha. Mặt trời là tượng trưng cho nhà vua mà. Nơi mà mộ vua đang được đặt ở trong Bửu Thành đó, thì mặt trời là đại diện cho yếu tố dương. Thì ở đây có nghĩa là âm dương hòa hợp. Âm dương hòa hợp với nhau. Thì nói tới âm dương hòa hợp đó, cả nhà mình biết là khi mà âm dương hòa hợp thì vạn vật sinh sôi, nảy nở. Đó, vương triều thì sẽ trường tồn, kéo dài, vĩnh cửu. Đó là cái ý nghĩa là như vậy. Còn đây thưa quý vị, Hoàng giới thiệu một chút xíu nha. Trước mặt quý vị đó chính là vòng Bửu Thành rồi. Tuy nhiên thì hiện tại Hoàng biết trước là sẽ không có mở cửa vào tham quan giống như là ở bên mộ của vua Gia Long được, giống như là các công trình khác ở đây được đóng cửa. Đóng cửa một năm chỉ mở một lần thôi, là vào ngày giỗ của vua. Đó, thì vào bên trong đó chính là nơi mà đặt cái thi hài của nhà vua, tức là mộ của vua rồi đó. Nhưng mà quý vị chúng ta cũng biết á, các công trình lăng vua nhà Nguyễn thì ngoài khu vực mộ của vua Khải Định ra, ứng lăng ra, thì chúng ta mình tất cả công trình lăng còn lại là đều mình đều không có biết được chính xác cái mộ của vua nằm ở đâu cả. Đó, đó là một cái điều chắc chắn ha quý vị. Quý vị chúng ta mình biết rằng vua là một trong những người đứng đầu của cả nước mà.
khi mà mất đi thì chắc chắn ông cũng không muốn là người ta sẽ biết được cái vị trí thi hài của mình ở đâu. Nó tại vì ông rất là sợ. Sợ là sao? Sợ là sẽ bị khai quật cũng như là bị đào mộ lên á. Đó, thì tại vì sao bị sợ? Thì quan niệm trước giờ cha ông của chúng ta, ngay cả bản thân gia đình của chúng ta cũng vậy, bây giờ cũng vậy thưa quý vị. Khi mà mộ của người thân hay họ hàng của mình hay là cha mẹ của mình á bị động vào thì khiến cho cái long mạch ở đó nó bất ổn, vương triều sẽ bị suy tàn ngay. Đó là cái quan niệm ha, thì quý vị chúng ta cũng có thể tham khảo. Còn mà để giải thích á, tại sao mà khi mà đưa ông vào chôn, tức là đưa vua vào an táng ở đây nhưng mà không biết được cái vị trí chính xác thì làm sao? Phải có một người biết chứ đúng không ạ? Đó, chứ mà sao đưa vào đây mà giữa cái không gian như vậy mà sao lại không biết được? Thì Hoài cũng xin được giải thích cho quý vị. Thứ nhất á, là về cái lý do. Lý do tại sao ha? Thì cả nhà mình cũng biết rồi, trong cái quá trình mà vua mà mất đi á, được chôn đi theo cùng bạc vàng này, châu báu nè, hay là nhung lụa nè. Tại vì quan niệm trước giờ mà khi mà sống làm vua, khi chết thì cũng làm vua. Như quý vị mình thấy ở ngoài đó là cũng có quan văn, quan võ đang đứng chầu, giống như ở đây là một trong những công trình mà vua đang trị vì đất nước thứ hai vậy đó, một cái hành cung của vua vậy đó. Nên khi sống như thế nào thì mất đi là cũng như vậy thưa quý vị. Đó, thì cũng sợ là sẽ bị đào, giống như là ở bên lăng mộ của vua Tự Đức ha, thì cũng đã từng là bị đào rất nhiều lần rồi. Thì Hoàng xin hẹn quý vị chúng ta mình qua bên đó thì Hoàng sẽ giải thích cho quý vị. Thì thứ hai nữa, tránh cái trường hợp mà non sông đổi chủ ha, thay ngôi đổi triều giữa các triều đại đó, thì sẽ động vào mồ mả của tổ tiên rồi các thứ đó, giống như là vua Quang Trung đã làm đối với cha của Nguyễn Ánh, vua Gia Long đó, thì ông đã cho đào mộ của cha vua Gia Long để mà vứt xuống sông luôn. Thì họ có một ông lão đánh cá ha, đã phát hiện cái điều đó và đem cái hài cốt của cha vua Gia Long vào an táng ở bên dòng sông Hương luôn. Thì thứ hai nữa, khi mà vua Gia Long lên ngôi đó thì cho khai quật hết tất cả các mộ phần của các tướng hay là của vua Quang Trung, Nguyễn Huệ hay Nguyễn Nhạc đó, cho khai quật lên để mà lấy xương cốt mà giã nát đi, vứt đi, giã nát rồi vứt đi. Còn mà cái sọ đó thì dùng để mà cái cho binh lính đi tiểu. Đó là một trong những cái sự trả thù ha, giữa các vương triều khi mà non sông đổi chủ. Thì chính vì cái điều này thì các vua chúa hay là ở đây là vua thì sẽ chắc chắn là không có cho biết tại sao, cái cách thức nào mà để mà an táng cho nhà vua mà không ai biết. Thì cái này thì theo Hoàng được biết thôi thưa quý vị, Hoàng chia sẻ lại ha. Thì khi mà vua sống đó, thì sẽ có một cái công việc cuối đời của mình là soạn một cái bản di chiếu. Thì cái bản di chiếu này rất là quan trọng, đối với vị vua nào mà chuẩn bị mà băng hà mà biết được sức khỏe mình không tốt á, thì ông cho soạn di chiếu trước, hoặc là ông cho soạn trước đó. Trừ những cái trường hợp mà vua chết bất đắc kỳ tử hay là vua bị phế truất thì không có di chiếu thôi. Thì đã soạn một cái di chiếu ở trong đó đó thì sẽ ấn định ai là người sẽ lên ngôi kế vị. Cái thứ hai nữa là ai là người chịu trách nhiệm trong cái việc mà an táng cho mình. Đó. Thì thường thường á quý vị sẽ chọn ra một đại thần. Chọn ra một đại thần mà trung thành, nhà vua đánh giá là trung thành, thân cận nhất của mình đó, để mà làm cái công đoạn này, công việc này. Thì cái vị đại thần này sẽ dẫn theo một cái đám lính. Đám lính này sẽ có nhiệm vụ là đưa cái quan tài nhà vua vào bên trong ha, để mà an táng. Thì cũng có thể đặt một cái dấu hỏi rất là lớn. Vị đại thần đó chúng ta mình không bàn rồi. Ok, có thể là ông giữ bí mật tại vì ông trung thành. Còn những cái đám lính đó thì sao? Khoảng mười mấy hai chục người đó thì sao? Có chắc chắn rằng sẽ giữ cái bí mật này không? Có không tiết lộ hay không? Đó thì cũng có một cái giả thuyết, vài giả thuyết được đưa ra. Ví dụ như là cái đám lính đó sẽ được bịt mắt. Đám lính đó sẽ được bịt mắt. Thứ hai nữa là đám lính đó sau khi mà hoàn tất cái công đoạn đó, đưa cái quan tài nhà vua vô thì sẽ cho uống thuốc độc luôn. Tức là cho giết luôn. Đó là một vài cái giả thuyết ha, Hoàng thì cũng không có nhận định, đưa ra cho quý vị chúng ta mình có thể tham khảo thêm. Hoàng cũng được biết là như vậy. Rồi còn cái giả thuyết tiếp theo, đó là trong cái huyền cung này quý vị. Huyền cung đó là nơi mà tập trung rất là nhiều những hệ thống tọa đạo khác nhau, chứ không phải là một cái đường tọa đạo. Trước giờ mình nói đường tọa đạo là mình nghĩ là một đường, nhưng mà cũng có thể trong đó nhiều đường ha. Thì khi mà đưa cái quan tài của nhà vua vô đó thì sẽ dùng một cái rồng rọc đưa từ ngay chỗ cái cửa tọa đạo chính đi vào bên trong. Thì ngẫu nhiên ha, sẽ đi vào một cái đường tọa đạo nào bất kỳ ở trong cái công trình huyền môn này. Đó thì cũng có thể là như vậy. Thì không một ai biết được chính xác cái vị trí cuối cùng cái quan tài đi vào cái đường tọa đạo nào hết. Đó thì cũng đã giữ được cái bí mật cái nơi chung cất của nhà vua rồi. Đó là một vài cái giả thuyết thì Hoàng đưa ra. Còn mà với cái tên gọi đó cả nhà, tên gọi huyền cung hay là huyền môn ha. Đó
Thì huyền ở đây có nghĩa là gì? Huyền là huyền ảo. Huyền ảo, mơ huyền đó, tức là không có xác định được. Người ta gọi huyền ảo là một cái gì đó là không có xác định được. Thì đó là lý do tại sao ở đây gọi là huyền cung, là như vậy. Mơ mơ huyền huyền, huyền huyền ảo ảo. Rồi, cùng với Hoàng nhìn ngắm lại cái không gian ở khu vực Bửu Thành, trước cổng Bửu Thành, hồ Ngưng Thúy ha. Như Hoàng nói, ở đây là vào mùa hè, sen nở rất là đẹp luôn. Hoàng sẽ đưa quý vị chúng ta mình đi dạo một vòng ở bên hồ đi. Chúng ta hồi nãy mình đi vào cái công trình chính rồi đúng không? Hoàng sẽ đưa quý vị mình dạo một vòng hồ Ngưng Thúy ha. Cái hệ thống hồ này nó thông với nhau nè. Để quý vị chúng ta mình biết được hồ này, hồ Ngưng Thúy nó thông với cái hồ Nhuận Trạch, nó thông với hồ Điện ở vị trí nào. Đây là cái yếu tố sơn chỉ thủy giao nè quý vị. Sơn chỉ bốn xung quanh là cũng có những ngọn đồi ha. Thủy giao là những cái dòng nước này nó giao với nhau. Thế long mạch rất là tốt. Hồi nãy đó Hoàng có hẹn với quý vị là giải thích là tại sao vua Thiệu Trị lại được đổi tên nhiều lần đến vậy ha. Đó thì trước tiên camera đi sát sát một chút xíu thì Hoàng sợ là cái âm thanh nó không được tốt. Thì vua Thiệu Trị đổi tên là thứ nhất là ông là Nguyễn Phúc Tuyền, thứ hai là đổi thành là Nguyễn Phúc Dung, rồi cuối cùng là đổi thành Nguyễn Phúc Minh Tông. Đó là cái ba cái tên húy của ông. Thì lý do tại sao thì Hoàng cũng xin phép được giải thích cho quý vị ha. Thì bắt đầu từ cái thời vua Thiệu Trị đó là đã được đặt tên theo cái lối đặt đế hệ của vua cha Minh Mạng đã đặt cho các con các cháu của nhà vua. Đó, thì quý vị cũng biết rằng nhà Nguyễn với cái tên lót, chữ lót đầu tiên đó là chữ Phúc. Chữ Phúc từ cái thời quay ngược lại thời gian người mà gọi là chúa tiên á, chúa tiên Nguyễn Hoàng. Từ vùng đất ở phía xứ đằng ngoài vào bên trong này để mà trấn giữ cái vùng đất xứ Thuận Hóa đó, thì ông có người con đầu tiên đó là chính là chúa tiên chúa sải Nguyễn Phúc Nguyên ha. Thì người mà được đặt tên chữ lót đầu tiên của nhà Nguyễn là chúa sải Nguyễn Phúc Nguyên. Rồi, kế theo là gì? Phúc Nguyên, Phúc Lan, Phúc Tần, Phúc Chu, Phúc Chú, Phúc Khoát, Phúc Thuần, đó là chính vị chúa của nhà Nguyễn ha. Rồi thì tới đời của vua Minh Mạng á, thì vua cũng không muốn đặt tên là Nguyễn Phúc nữa. Nói chung chung ha, ví dụ như là vua Gia Long là Nguyễn Phúc Ánh á, thì thấy nó chung chung quá. Con cháu ở trong triều thì rất là đông ha, có thể là vài trăm tới cả ngàn người mà. Nên ông muốn là phân định rõ ràng ha. Và cũng như là muốn đặt lại cái chữ lót, cái tên cho cái nội tộc của mình một cách rõ ràng và phân cấp đó, nhánh này nhánh kia, giữa nhánh này với nhánh kia là rõ ràng. Nên ông mới cho sáng tác một cái bài gọi là bài đế hệ. Thực ra thì có hai bài là quý vị, bài phiên hệ và bài đế hệ. Thì nhánh của các chúa đổ về trước đó, tức là từ các chúa, chính chúa đó đổ về trước, thì được gọi giữ nguyên là Nguyễn Phúc hoặc là Tôn Thất. Đó, được đặt theo cái lối là Tôn Thất. Ví dụ như quý vị chúng ta nghe là Tôn Thất Tùng, Tôn Thất Bách, Tôn Thất Thuyết đó, thì ông Tôn Thất Thuyết là ông cháu năm đời của nhà của chúa Nguyễn Phúc Tần. Đó, ví dụ là như vậy. Đó, thì quý vị chúng ta mình nghe thì mình cũng hiểu Tôn Thất tức là nhánh, tức là hậu duệ của các chúa. Còn mà nhánh của vua Gia Long đó quý vị, tức là vua đầu tiên của triều Nguyễn đó, thì được đặt theo cái lối là phiên hệ. Phiên hệ thì ông cho sáng tác 10 bài để cho 10 người con của vua Gia Long. Thực ra thì vua Gia Long có tới 13 người con trai lận, thì hai người chết trẻ, một người là lên làm vua là vua Minh Mạng thì không nói tới rồi, ông được đặt theo một cái lối khác là đế hệ khác rồi, thì còn 10 người. Ông cho sáng tác 10 bài phiên hệ để mà đặt cho các con cháu của anh em của mình, hậu duệ của các anh em của mình. Ví dụ như là con trưởng của vua Gia Long là Hoàng Tử Cảnh, có con là Nguyễn Phúc Mỹ Đường. Mỹ Đường ha, thì từ cái từ Mỹ nè là bắt đầu từ cái từ đầu tiên của cái bài đầu tiên trong cái bài phiên hệ. Đó, thì Hoàng lấy ví dụ như vậy. Rồi xin mời quý vị chúng ta mình cùng tiếp bước ha. Còn về cái bài đế hệ là dành riêng cho cái nhánh của nhà vua, tức là ai được đặt tên cái chữ lót ở trong đó thì mới được thừa hưởng ngai vàng thưa quý vị. Đó, thì cái bài đế hệ này có 20 chữ. 20 chữ thì Hoàng xin phép được đọc cái bài thơ này luôn. Miên hồng ưng bửu vĩnh, bảo quý định long trường, hiền năng kham kế thuật, thế thụy quốc gia xương. 20 từ trong cái bài đế hệ này. Thì cái bài đế hệ này đó là cái từ đầu tiên là được đặt tên cho con của vua Minh Mạng, thì chính là vua Thiệu Trị này đây.
Đó, ban đầu ông Nguyễn Phúc Dung, sau đổi thành Nguyễn Phúc Phúc Tuyền, rồi cuối cùng được đổi thành là Nguyễn Phúc Miên Tông. Thì cái từ Miên là cái từ đầu tiên trong cái bài đế hệ này. Đó, để ông phân cấp ha, phân cấp. Rồi người tiếp theo là Miên Hồng đúng không ạ? Tới Hồng thì Nguyễn Phúc Hồng Nhậm, tức là cháu của vua Minh Mạng, là con của vua Thiệu Trị, là vua Tự Đức sau này lên ngôi đó quý vị, Hồng Nhậm. Đó, thì với cái mong muốn mà ông làm cái bài thơ này đó, thì muốn rằng cái vương triều nhà Nguyễn sẽ kéo dài được khoảng tầm 500 năm. À, một cái vương triều mà kéo dài 500 năm thì phải nói là rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ? À, nhưng mà tiếc rằng dưới thời của vua Bảo Đại, là vị vua thứ 13 của triều Nguyễn đó, thì vương triều đã chính thức là kết thúc. Đó, 143 năm ha, thì vua Bảo Đại là Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, đó, Miên Hồng Ưng Bửu Vĩnh, thì tới cái từ thứ năm của cái câu đầu tiên, từ cuối cùng trong cái câu đầu tiên là Vĩnh Thụy, đó là kết thúc luôn. Cái người thứ sáu là Bảo, đúng không ạ? Thì Nguyễn Phúc Bảo Long là con của vua Bảo Đại, là không có được lên ngôi nữa, kết thúc cái vương triều nhà Nguyễn vào ngày 30 tháng 8 năm 1945 ha, tại cổng Ngọ Môn quý vị, trao trả ấn kiếm ha. Rồi, đó là giải thích với quý vị về cái lối đặt tên theo bài đế hệ thi hay là phiên hệ thi. Còn về đây đó, cả nhà mình thấy nè, cái hồ Nhuận Trạch nó sẽ thông với cái, cái hồ Ngưng Thúy nó sẽ thông với cái hồ Nhuận Trạch đây. Một cái không gian rất đẹp, rất mát. Các nhà nghiên cứu và cũng như là các nhà sử gia đánh giá đây là một cái công trình lăng cũng rất là thơ mộng, thanh thoát. Theo Hoàng gọi á, đó là cũng rất là yên bình, thanh bình. À, xung quanh là những cánh đồng lúa, và ở đây cho trồng rất là nhiều các hàng cây luôn. Rồi bây giờ Hoàng mời quý vị mình qua bên kia đồng hành với Hoàng thêm một chút nữa thôi, để chúng ta mình vào bên trong cái gian điện đó, để gian điện Biểu Đức đó, mình tham quan những cái kiệt tác của vua Thiệu Trị để lại, những cái bài thơ, những cái án thơ văn, và rất là nhiều những cái bài thơ ở trong đó. Rồi sau tới cái công trình điện thì Hoàng kết thúc cái video này, hay dự kiến khoảng tầm 5 phút thôi. Xin mời quý vị chúng ta cùng cố gắng nha. Ok. Và thưa quý vị thân mến, hiện tại thì Hoàng đã di chuyển qua bên trục tẩm điện của ngôi Sương Lăng này thưa quý vị. Thì trước tiên đi vào bên trong thì Hoàng xin phép được giới thiệu về cái khung cảnh bao quát trước của cái cổng là Hồng Trạch Môn ha, là cái cổng chính đi vào bên trong khu vực tẩm. Thì ở đây quý vị chúng ta mình được nghe Hoàng giới thiệu ở bên này có một cái hồ nước đó, đây là hồ điện ha, là cái yếu tố minh đường của cái công trình trục tẩm này. Ở xa xa đó là một cái bức bình phong. Còn ở đây chúng ta mình thấy được một cái cổng nghi môn nữa. Tuy nhiên là cổng nghi môn này là được xây bằng một cái chất liệu khác, đó là được ốp đá cẩm thạch ha quý vị. À, còn một cái giá trị nữa của cổng nghi môn này á, quý vị chúng ta mình thấy những cái hệ thống pháp lam ha, hoa văn rồi vẫn còn rất là rõ ràng, rõ nét. À, phía trên có bốn chữ Hán đó, thì Hoàng cũng tìm hiểu và được biết nếu mà đọc từ bên phải qua bên trái á, nghĩa là Minh Đức Viễn Hỷ. Minh Đức Viễn Hỷ là khắc ghi cái công trạng, cái Minh Đức là cái công trạng, cái công đức của nhà vua là sáng soi mãi, khắc sâu vào trong cái bầu không trung. Đó, thì cái ý nghĩa của cái từ đó là như vậy. Còn bây giờ Hoàng mời quý vị chúng ta mình tranh thủ mình vào bên trong ha. Hoàng xin phép để vào bên trong để mà giới thiệu cho quý vị về cái tẩm điện này. Tẩm điện này là tẩm điện Biểu Đức ha quý vị. Biểu Đức. Đây chúng ta mình sẽ thấy được một cái công trình rất là giản dị. Như là ở bên lăng của vua Minh Mạng là Hiếu Lăng á, chúng ta mình đi qua là cái cổng là Hiển Đức Môn, Hiển Đức Môn. Thì về đây chúng ta mình có cái công trình là Hồng Trạch Môn. Hoàng để ý thì thấy có ba cái bậc sân triều ha, ở đây cũng gọi là sân triều nè quý vị. Sân triều lễ ha. Ba bậc tượng trưng cho thuyết tam tài, theo Hoàng đoán là như vậy, thuyết tam tài. Thường là các công trình của nhà Nguyễn là áp dụng theo những con số là số 3, số 5, số 7, số 9 hay những cái số lẻ. Đó, thì ví dụ như là ở Kỳ Đài ở Huế đó có ba bậc, bậc đó cũng là tượng trưng cho thuyết tam tài, thiên địa nhân. Ở đây Hoàng nghĩ với cái nghĩa là như vậy. Đây quý vị, Hồng Trạch Môn ha. Có một cái tấm bảng đề Hồng Trạch Môn. Đó. Công trình này cũng rất là quan trọng luôn, nhưng mà thấy là cũng khá là xuống cấp rồi thưa cả nhà. Đó, những cái viền kèo nè, những cột nè, đây là nguyên bản đó quý vị, nguyên bản luôn đó, chưa có được trùng tu
Ở đây cũng có trùng tu rồi nhưng mà chưa có cái cuộc trùng tu lớn nào hết. Thì những cái cột, những cái việt kèo, những cái hoa văn họa tiết đó, thì theo Hoàng biết là nguyên bản. Rồi bây giờ Hoàng xin phép vào trong nha, sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị. Và thưa cả nhà thân mến, thì Hoàng vừa mới đi qua cái công trình, đó chính là cửa Hồng Trạch Môn, một trong những cái cánh cổng chính để mà đưa quý vị chúng ta mình vào trong cái khu vực tẩm điện của lăng vua Thiệu Trị. Thì như với cái lời dặn của vua khi mà chuẩn bị băng hà dặn lại cho con của mình á, là các cái công trình là xây dựng một cái cách hết sức là đơn giản, nên quý vị chúng ta mình thấy ha, ở đây thì cũng không có cho sơn son thép vàng gì cầu kỳ. Chỉ có một vài đường nét mà vua tự đức muốn làm cho cái công trình này nó được thật là trang nghiêm để cho vua cha mình thôi. Ở đây cũng là một cái cổng được gọi là cổng tam quan hay quý vị. Ở trên có một lầu lợp bằng ngói âm dương. Rồi khi mà qua cái cổng này quý vị chúng ta mình đã chính thức đặt chân vào trong cái khu vực tẩm điện. Thì ở bên này cái cấu trúc nó sẽ khác hơn so với các lăng mà Hoàng đã giới thiệu. Thì như lăng vua Gia Long hay là vua Minh Mạng đó, khi mà vào qua khỏi cái cổng chính đi vào tẩm điện đó, thường đó, là sẽ tới hai gian Tả Tùng Tự và Hữu Tùng Tự. Tuy nhiên ở đây đó hai cái công trình được xây đăng đối với hai bên, được gọi là Tả Phối Viện và Hữu Phối Viện nha cả nhà. Thì vào bên trong này quý vị chúng ta mình đã thấy được một cái công trình quan trọng nhất, đó chính là cái nơi mà thờ bài vị của vua. Đó là một cái tẩm điện. Thì đây xin giới thiệu với tất cả quý vị, tẩm điện này được gọi là Biểu Đức. Biểu ở đây là biểu dương á, tức là công nhận á. Đức ở đây cũng có nghĩa là đức độ. Thì muốn là công nhận một người vua rất là có đức độ đó, nên vì thế là vua Tự Đức sau khi mà làm cái công trình á, thì đặt cái tên gọi cho cái công trình này là Biểu Đức, là biểu dương cái công đức của vua cha. Thì cũng được lợp bằng ngói hoàng lưu ly. Ở trên thì cũng có những cái họa tiết, nhưng mà ở đây rất là đặc biệt, cái dãy họa tiết quý vị chúng ta mình thấy đó, tức là một bài thơ xen kẽ với một bức tranh đó, thì ở đây được hiểu theo cái lối đó là lối nhất thi nhất họa rồi, nhưng mà cái bài thơ này á, là chính do vua Thiệu Trị cho sáng tác hả quý vị. Thì ông là một người rất là giỏi làm thơ mà, hay là ở trong chính cái công trình này theo Hoàng được biết đó, hiện tại đang cho trang trí cũng như là cho trưng bày rất là nhiều những cái bài thơ của vua Thiệu Trị. Thì bây giờ thì Hoàng xin phép được mời quý vị chúng ta mình vào bên trong nha. Ngôi điện này á đã được trùng tu xây dựng lại rồi, mang một cái ý nghĩa đó là biểu dương những cái công đức của vua cha là vua Thiệu Trị, của vua Tự Đức đã cho xây dựng. Biểu Đức có nghĩa là như vậy. Bên trong này cũng đang được cho trưng bày những cái bài thơ của vua Thiệu Trị đã sáng tác. Thì trong đó có hai bài thơ tiêu biểu. Đây là một cái bài rất là dài bằng chữ Hán. Bên kia cũng vậy. Còn phía trong nó chính là nơi mà thờ bài vị của vua Thiệu Trị. Đó. Đây có một cái chuông này quý vị. Hoàng xin chia sẻ được một vài cái hình ảnh sơ nét vậy để cả nhà có thể mình tham khảo ha. Như bản thân Hoàng được coi cho rằng đây là một thước phim rất là quý. Điện Biểu Đức. Đây là bản tấu này quý vị, dưới thời của vua Thiệu Trị trị vì năm 1842. Đây là tờ phiết lục của Phủ Nội vụ. Đây là tờ phúc của hai bộ lễ và công. Đây là tờ phúc của bộ lễ. Giới thiệu với cả nhà về những cái hình ảnh như là những cái bài thơ, những cái đây thưa cả nhà, theo Hoàng được biết những cái bài thơ mà được khắc theo lối nhất thi nhất họa, tức có nghĩa là xen kẽ một bài thơ và tương ứng với lại một cái họa tiết hay gọi là bức tranh đó. Đó thì đây là những cái bài thơ do chính vua Thiệu Trị sáng tác và sau này là được vua Tự Đức để mà tưởng nhớ cái công ơn của cha mình á, như là biểu dương như là cái công đức của vua cha, thì đã cho khắc lên đây những cái bài thơ của vua Thiệu Trị sáng tác rất là nhiều luôn.
Rồi, bây giờ chắc có lẽ là Hoàng xin phép giới thiệu sơ nét vậy, và bây giờ Hoàng xin ngắt video nha. Và quý vị thân mến, hiện tại thì Hoàng đã tham quan xong tổng thể tất cả các công trình ở tại ngôi Xương Lăng rồi thưa quý vị. Và Hoàng đang đứng ở một cái vị trí rất là đẹp phía sau của trục tẩm điện của ngôi Xương Lăng. Đó chính là một cái đồi thông rất là thơ mộng, rất là đẹp, bao la, cảnh quan thiên nhiên trắc tuyệt luôn. Đó, thì xin mời quý vị chúng ta mình cùng ngắm nhìn lại toàn cảnh của cái khu vực vị trí mà nơi vua Thiệu Trị đang an nghỉ đây nha quý vị. Và Hoàng cũng xin phép được mượn cái vị trí này để mà giới thiệu với tất cả mọi người về một cái công trình Hoàng cũng dự tính là sẽ chia sẻ với tất cả mọi người trong những cái video tiếp theo. Đó chính là công trình phía bên tay phải của quý vị. Đây được gọi là Lăng Xương Thọ, là nơi an nghỉ của bà Hoàng hậu Từ Dụ, là một trong những người phụ nữ tài sắc vẹn toàn. Có thể là nói rằng bà là một người rất là quyền lực của nhà Nguyễn, người phụ nữ quyền lực bậc nhất của triều đại nhà Nguyễn luôn. Tại vì chính bà đã chứng kiến những cái sự thăng trầm, cái sự đổi thay giữa các vua qua 10 thời kỳ, 10 vua đã trị vì cái giai đoạn của nhà Nguyễn. Rồi thì Hoàng xin phép được hẹn quý vị vào video tiếp theo nha. Còn bây giờ chắc có lẽ là Hoàng cũng có đôi lời kết với tất cả quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều đã xem đến cái đoạn này của video, đoạn cuối cùng của video. Và cảm ơn quý vị đã ủng hộ tinh thần của Hoàng trong cái thời gian qua. Nếu quý vị chúng ta mình có những cái sự góp ý thì chúng ta có thể để lại ở comment phía dưới. Thì Quốc Hoàng xin tiếp thu những cái đóng góp ý kiến của tất cả quý vị. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều nha. Hoàng xin phép được chào, tạm biệt.